Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Làm Vì Đam Mê HP nhá. Hôm nay lại là tập tiếp theo mọi người. Tập trước thì tôi mới di chuyển máy đến chỗ làm. Hôm nay là bắt đầu là công việc mọi người. Theo dõi tôi làm việc hôm nay như thế nào nhé. Mọi người xem ý thích để đăng ký like và đăng ký để cho kênh nhé. Tôi đánh máy vào đây, tôi sửa một cái chỗ nhánh đường mọi người. Thì chỗ vết xe xuống thì nó hơi bị nghiêng ra ngoài. Xe nó xuống nó chở hàng thì chỗ thì nó hơi bị treo leo, hơi bị nghiêng ra ngoài nên nên sửa cái chỗ này một tí, xe nó độ càng lên nó lùi ra cho nó dễ, không phải nó cụt xuống dưới này lật xe dưới này. Xong rồi vào đây sửa một chút cái này thôi, xong là ngược lên trên núi mọi người ạ. Do video rất là dài nên tôi cũng tua nhanh đi một chút để mọi người xem cho nó cô đọng nhé. Giờ sang xong rồi, chạy tiến lùi máy 1-2 phát cho nó lưu đường mọi người, để lúc xe nó bốc gỗ ra đẩy cho nó lùi ra dễ ra ngoài mọi người. Để bây giờ là tôi đánh máy là ngược lên trên núi đây, bắt đầu là mở đường mới mọi người. Trước mắt là sửa lại đường cũ và mở thêm làn mới trên đỉnh mọi người. Anh em khai thác đây thì cả trai cả gái cả vợ cả con đi làm mọi người. Anh em đây thì ít ở trên Cao Bằng đấy mọi người, đi làm xa đấy là một lán ở đây. May là chỗ này nó có điện, có điện, có mạng, có sóng 4G, chứ nhiều chỗ nó có sóng khổ lắm, thành đói văn hóa. Đấy, như cái đường điện đang mắc theo cái rìa đường, nó là điện lưới kéo từ nhà dân lên đấy mọi người ạ. Tôi nhờ cái bác ở dưới chân, cái bác chủ nhà mà bán rừng cho đội đang khai thác đây mọi người. Đấy, lúc đánh ra thì tôi bắt đầu tôi hạ bèn, tôi ủi mọi người, tôi đang ủi đường, ủi cái cỏ này đi để cho nó đỡ trơn đấy mọi người. Thì lúc người bác chủ rừng bác mua khai thác thì bác bảo ủi ven cho bác cho phát để cho nó nhẵn, nó đỡ trơn, anh em đi lại cho nó dễ. Chỗ này là chỗ đi ra đi vào của anh em khai thác mà, đi xe máy lên xe máy xuống, cái cây nó tùm rậm rạp này, đi nó hướng nó khó, quần áo mà sạch mà đi vào quẹt vào cái là bẩn ngay.
đấy, tôi đánh ra đây xong là tôi sẽ bắt đầu sửa đường ngược lên mọi người. Bên này là đường một vậy để cho nó hết cái cỏ, những cái cây dại mọc giữa đường. Phát nữa là tinh tôi bắt đầu là tôi sẽ sửa từ chân này lên, bắt đầu là tìm đâu cây cỏ nó mọc thì gạt đi. Cái dốc này, cái đường này lâu ngày là mưa gió nó xói mòn nên là nó nghiêng về một bên đấy, nó xói một bên nên ra là mình cào, mình lấp vào để cho nó cân đường, lúc xe chở gỗ xuống đi nó an toàn. Mưa nó nghiêng về một bên là đi ghê lắm. Xe gỗ thì mình phải biết rồi đấy, xe gỗ thì hay chất cao nên là đường này, nó tương đối nó nghiêng là đi rất nguy hiểm. Đấy, công việc sáng nay tôi là tôi cứ sửa đường từ đây lên tới đỉnh. Đấy, khi kết đường bắt đầu là mới mở các làn, các nhánh ra. Thì trước là có đường cũ rồi mọi người, thì công việc mở mới hoàn toàn rồi. Nói chung là mọi người mà nhìn qua cái cam này thì mọi người cũng không có hiện ra là bên nào nó có rãnh nó sâu đâu, mắt thường nhìn thì nó mới rõ. Mọi người qua cam thì nhìn không được rõ lắm đâu. Mọi người nhìn qua cam chứ hình ảnh trên màn hình này thì cứ tưởng như là nó bằng hết, nhưng không phải đâu, nó có rãnh, nó cái mòn này vậy rãnh đấy mọi người. Nên là tôi phải cào đất này cũng cao, tôi lấp vào cái rãnh xe đi cân. Đấy, công việc của tôi sáng nay đã có cào và sửa đường. Đấy, lúc đó sửa kính hết đường thì bắt đầu mở các cái chỗ nào cần mở làn, cắt ngang sườn đồi sườn núi thì lúc đấy mới mở đường mới. Mà hôm nay sáng nay là cứ đi sửa đường từ trên núi bắt đầu mới mở nhánh mở làn mới. Video tới đây cũng rất là dài rồi, tôi xin phép được dừng video tại đây. Đây quý vị xem thấy thích thì hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký để theo dõi những phần tiếp theo nhé quý vị. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hẹn quý vị ở video kế tiếp nhé. Xin thân ái chào tạm biệt. Tôi lên trên này rồi thì bây giờ tôi lại ven xuống một phát cho nó lì, cho nó thẳng luôn mọi người. Tôi cứ sửa